Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video tuyệt kỹ tuyệt học. Nhưng mà hôm nay với một cái cách làm khá là gọi là chịu chơi của một anh top server, thì anh này sẽ làm bằng kim nguyên bảo luôn nha mọi người nha. Thì tại vì server X7 hiện tại là không có ai bán bạc. Mà thực sự nếu mà anh em bán bạc mà có vài ngàn X7 kề bạc bây giờ là giống như một cái mỏ vàng anh em. Thực sự anh em nào mà đang có vài ngàn bên 7 mà cày bạc ấy là giống như mỏ vàng. Tại bên đây là hiện tại không có ai cày bạc luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho anh em, nếu mà những anh top chịu chơi mà làm tuyệt kỹ tuyệt học bằng kim nguyên bảo thì sẽ tốn kém như thế nào. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM rẻ, các bạn tự nạp sao bay và ngân hàng. Và bên mình có những up giang hồ tất cả cái server cũng như thu mua ngân phiếu lại của tất cả các bạn. Và bên mình sẽ nhận liên kết với những bạn up giang hồ, những bạn bán bạc. Thì bên mình sẽ có bán thêm thẻ zin 200k để cho các bạn phục vụ các bạn trong việc up giang hồ bán bạc rẻ hơn. Và bên mình sẽ nhận làm tuyệt học, tuyệt kỹ, full tím, full cam cho các anh top. Thì nếu các anh top nào gặp khó khăn trong vấn đề này hoặc không có thời gian thì có thể liên hệ em để em có thể giúp mọi người chơi game một cách mạnh nhất và thoải mái nhất. Và nếu các bạn thấy video mình hay hút, đừng quên like và đăng ký kênh. Thì bây giờ trước khi vào cái phần tuyệt kỹ thì mình sẽ review server này cho các bạn nha. Thì ở server này là S7 nha. Thì anh này hiện tại top 3 bộ tư lệnh này. Top 1 là ở bang tình này, mua ớt, alo anh nha. Ok, anh này đặt cái tên cũng khá là hay nha. Nhưng mà hiện tại thì anh này chơi thi những kích luôn anh em à. Giống như anh Thiên Tôn mọi người. Thi những kích thì anh này hình như mới đổi sang chưa có này. Đây server này chưa có lúc này. Anh này chưa có tuyệt kỹ này. Tại vì nhiều các bạn không biết là server này hiện tại không may bán bạc nha. Nên cái tuyệt kỹ hiện tại khó rất là khó ở server này luôn nha. Thì giờ mình sẽ vào luôn nha. Top 2 là anh Rồng Lửa này. Là hôm bữa mình có hình như mình có đi upline với anh Rồng Lửa rồi mọi người. Hôm bữa mình đi upline với anh em Bankin rồi này. Bên anh em này bên đây cũng rất là vui và hòa đồng nha mọi người nha. Đây. Bây giờ mình sẽ vào luôn cái phần làm tuyệt kỹ trên này. Thì bây giờ mình sẽ tìm bí kíp. Mình sẽ tìm bí kíp bằng té núi, bằng kim bảo luôn em. Thì giữa việc mà chúng ta rung cây với việc té núi ấy, thì chúng ta sẽ té núi nó sẽ ngon hơn nha. Chúng ta sẽ té núi ngon hơn thì mình sẽ té núi nè. Té núi một lần. Được bí kíp anh em không có hai lần. Ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Đây thì mình đi vô quên, mình té núi xong nãy giờ mình vô quên bí kíp anh em. Thì nếu mà các bạn té núi bằng kim bảo, các bạn quên bí kíp thì các bạn sẽ được tăng cái phần trăm này. Cái phần trăm tăng thêm này sẽ được tăng này anh em nha. Mỗi lần luyện hóa một loại bí kíp mới sẽ được nhận thêm chân khí. Luyện hóa cùng loại bí kíp nhiều lần sẽ được cộng thêm một lần tỷ lệ cộng thêm theo phẩm chất. Đây, mày thấy không? Đây, mỗi lần luyện hóa chúng ta luyện hóa thì sẽ ok này. Đây, chúng mình luyện hóa này. Ba cái này, quý tốt luyện hóa đồ này. Đây, chúng mình luyện hóa cái này luôn đi. Cái tím 26k chinh khí được 43k, bạn thấy tốn kinh không? Mới đây được có 43k thôi. Quá tốn hơn các bạn bán bạc nha. Xong rồi các bạn để mình vô coi cái cuốn của ảnh hai. Cuốn này ảnh có xài không? Cái cuốn đoạn bung đao là có xài nè anh em ơi. Cái cuốn này ảnh chưa up nhưng mà có xài nha. Hai cuốn này có xài. Mà chắc để mình dung luyện luôn quá. Thôi để mình tìm hết đi anh em. Một lần này, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tính ra nãy giờ không được cái bí kíp thần, bí kíp tuyệt đâu luôn em. Năm lần té núi xui quá. Sáu lần. Cái này cho là chúng ta nên té núi ngay lúc mà có event. Nhưng cái event nhân 2 cơ hội té núi ấy thì ngon hơn nha. Nếu mà anh em chơi server này nên đợi cái event mà nhân 2 ấy.
nha thì sẽ ok hơn theo mình. Còn ở đây thì mình làm luôn cho ảnh, tại vì ảnh nói quan trọng là vui thôi, ảnh không có tiếc gì mấy cái này nên mình cũng làm luôn cho ảnh. Đây thì chúng ta vô, chúng ta chế tạo xong rồi, tiếp tục luyện hóa tiếp. Mình luyện hóa cuốn huyền binh chủng lên đi anh em. Này là được 100k chân khí, 100k thì nói chung nó ít lắm mọi người. Thì mình hôm qua mình đã có video cho anh em rồi, nói chung 100k hên sẽ được, nhưng mà trung bình 600k chân khí nó mới ra được một cái tuyệt kỹ nha. Đây thì tiếp tục mình sẽ tìm tiếp luôn, một lần tìm được 3 lần nữa cho anh em. Một lần, hai lần, ba lần, nó ra phải ra cuốn tiệc y đó, phải vậy chứ, phải như vậy chứ, ra cuốn tiệc anh em thấy không, lụm tiền cho tôi, phải ra được một cuốn cực thần chứ, cực của cực tuyệt chứ, ra cuốn tuyệt khổng nguyên công này này. Tiếp nè anh em, đó phải vậy cho tôi chứ, chơi vậy người ta mới chơi chứ. Anh này như ảnh có hổng yên tâm chưa ta? Trời anh này ảnh ra đuổi cuốn thần hệ quả luôn anh em. Xui quá, không có ra hệ thổ cho ảnh nha. Đây thì bây giờ mình sẽ đổi sang chân khí nha. Mình tiếp tục đổi sang chân khí cho anh em. Đây, tiếp tục đổi sang chân khí thì cuốn hổ nguyên công này để mình coi coi ảnh có cần xài hay không. Không thì mình đổi tẩy sang chân khí luôn để mình xem nè. Tả hữu hổ nguyên công, hổ nguyên công ảnh có rồi, hổ nguyên công ảnh có rồi mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ tẩy luôn, và mình còn cái dưới này này, còn dư cái này mình sẽ tìm tìm luôn dư cái viên châu này mọi người. Thì mọi người sẽ vào tàng kinh các bạn, các bạn tìm lại cho mình luôn để chúng ta lấy bí kíp thần để chúng ta tẩy tiếp. Thì các bạn tìm cái cuốn nào mà hên hên đi, tìm cái cuốn tả hữu đi. Đây chúng ta tìm lại một cuốn này, hai cuốn này, ba cuốn này. Đây tìm mỗi cái cuốn đi anh em, cho cái trên kia ấy nó hiện lên những cái người ta hết hồn liền anh em à. Đây sau khi mình tìm như vậy xong rồi chúng ta sẽ vào đây, chúng ta đổi sang chân khí hết nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Này luyện hóa. Đây thì mình sẽ được thêm bao nhiêu? 300k chân khí nha. Thì 300k chân khí thì mình sẽ cố gắng kiếm được cái tuyệt kỹ chảnh nha anh em nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nha. Nha, trước khi làm mình phải niệm thần chú năm mô lên được tuyệt kỹ nào, nói chung tuyệt kỹ thôi. Mẹ bà 10 triệu, 10 triệu được cái tuyệt kỹ không? 10 triệu được cái tuyệt kỹ không anh em ơi? Vô nha, anh em phải niệm thần chú nha. Này bắt đầu nè anh em, chế tạo. Ủa anh full tuyệt kỹ rồi, anh full tuyệt học anh em. Nha. Thì mình phải dung hợp để quá. Thì ngay cái phần dung hợp này thì mình bỏ qua nha, để đánh coi anh xài cung luôn coi, cung luôn để đúp cái tuyệt học khác chảnh ngon hơn thôi. Tuyệt học này xài được không? Cái cung luôn mà anh xài này chi vậy trời, để đúp lại cái tuyệt học cung luôn chảnh cái khác nó ngon ngon xíu rồi anh em. Đây sẵn tiện đúp chảnh luôn, tại vì cái này của ảnh thì nó hơi hơi sai nên mình sẽ làm trong một cái full công lại luôn nha. Thì nói chung mình làm có tâm luôn, làm lại chảnh cái full công luôn. Này thì làm lại chỉnh cái phun công luôn, bỏ qua kháng thổ này, bỏ kháng thổ thì đẩy vô luôn đi, đẩy vô bút kê kháng thủy đi đi. Này thì video này hơi dài nên anh em thông cảm nha, mình để cho bạn coi cách mình làm luôn. Thì thì cung lôm các bạn nên ưu tiên phun công để chúng ta đánh nhau ok hơn. Thời gian choáng ok này, đẩy cái thời gian choáng vô.
lô sát nội, nội công, thiếu nội công, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, lô sát nội. Ở đây tỷ lệ có, thời gian có, bỏ qua kháng có rồi, bỏ qua kháng tổ có rồi, tỷ lệ choáng cũng có rồi, sát thương chí mạng này chưa có đẩy vào. Ô, đẩy vào nó không vô luôn. Đệt bị sứ này, đây nội công này, nội công đẩy vào anh em. Ủa đẩy vô không, đẩy vô nó không răng ngang hồng đầu luôn, mất dạy vậy. Tiếp tục đẩy anh em à. Tấn công, nói chung tấn công thì hiện tại thì không có cần lắm, tại vì chắc sẽ không, để cần mình coi coi đủ dòng hay không thì mình cứ đẩy những cái dòng khác vô trước đi nha. Rồi chắc hết rồi anh em. Mình coi cái xanh nó còn cái gì không. Thời gian choáng cho lên xanh đi. Hóa sát, băng sát, bỏ kháng thổ, lô sát nội, bỏ kháng thổ cho lên xanh đi, thôi để yên đi. Bỏ kháng khỏa, sát thương chí mạng vô này. Ok, tiếp tục anh em. Còn thiếu bỏ né. Bỏ né. Bỏ kháng tổ bị đẩy đi rồi nè anh em. Bỏ kháng tổ bị đẩy đi, chúng ta phải bỏ vô lại này. Lôi sát nội, nội công bị đẩy đi này, chúng ta phải đẩy vô lại này. Tỷ lệ choáng. Kháng chí mạng đẩy vô này anh em. Kháng chí mạng đẩy vô. Lôi sát nội thời gian choáng. Bây giờ mình còn thiếu nội công. Nội công và bỏ né. Nội công chí mạng bỏ né. Ok, nội công. Ok hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm tìm nốt nha anh em, mình sẽ tới chế tạo nốt cái sấm 2k chân khí còn lại. Thì nói chung nãy giờ các bạn thấy ra được hai cái dòng tuyệt kỹ nhưng mà quá xui không được ba dòng. Ba dòng nó mới ngon nha anh em. Thì nói chung bây giờ có một dòng thì sẽ đỡ nha. Nói chung cũng hơi xui. Thì bạn thấy cái mức độ có nhiều bạn xui tới nỗi mà 100 minh bạc ấy là tầm 2 minh chân khí không ra cái gì nha. Nói chung cái này thì hên xui thôi nha anh em. Bây giờ có khi mình bấm cái là ra luôn này, anh em coi này. Ra cho tôi. Mẹ nó không ra luôn, chết bà rồi. Lên núi rồi, lên núi ở đừng. Ra đi, đừng. Ngồi lên tới thiên thỉnh kinh luôn. Thỉnh kinh thiệt rồi. Xong. Thì cuối cùng là mình đã làm cho anh ấy là được chỉ được có một cái kia thôi. Một cái nào đâu ta? Đây. Được hai cái kia anh em à. Đây. Được ra được hai cái tuyệt kỹ anh em à. Thì mình đang làm lại cho anh này một cái cuốn bí kíp đây, lôi sát nội, nội công, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, bỏ kháng thổ, tỷ lệ choáng một cái kháng chí mạng. Thì nói chung mình sẽ làm lại cho anh này cuốn này. Tại thấy mình thấy cái cuốn này nó hơi bị sai sai xíu. Nó hơi tùm lum tùm la xíu nên mình sẽ làm cho nó cuốn khác nha. Mặc dù ảnh không có yêu cầu nhưng mà mình một người làm việc có tâm nha, thì mình sẽ làm cho cái cuốn mà ngon ngon xíu nha. Thì cái này nó không có yêu cầu, anh chỉ yêu cầu mình vô làm tuyệt kỹ cho anh thôi, nhưng mà mình sẵn tiện thì mình làm cho anh lại cái cuốn tuyệt hợp nó ngon ngon xíu để mình coi. Còn dòng kháng chí mạng ngon em, còn dòng kháng chí mạng thép vô được. Nói chung bây giờ chỉ cần kiếm dòng kháng chí mạng thôi,
Còn mấy dòng này là mình để sẵn này, là khi mà đủ cái dòng rồi mình chỉ cần đẩy vô này. Nãy mình làm mấy dòng để sẵn của này đây, thấy không? Bây giờ mình chỉ cần tìm kháng chí mạng thôi, mà không có anh em, mà không có kháng chí mạng thì nói chung cũng hơi chua anh em. Đang thiếu cái kháng chí mạng. Kháng chí mạng là một cái dòng bắt buộc phải có ở trong cái tuyệt học của mọi người, dù các bạn là công hay là thủ thì phải có kháng chí mạng nha. Tại vì kháng chí mạng các bạn càng cao ấy, nó sẽ ok hơn. Giống như các bạn giữa chọn kháng chí mạng và miễn sát thương chí mạng, nếu bạn tập trung full kháng chí mạng thì các bạn đừng có nên ép miễn sát thương chí mạng nữa, mà các bạn nên ép đỡ đòn cho mình. Giả sử như mình ví dụ nha, giả sử kháng chí mạng của bạn ở mức 60% mà miễn sát thương chí mạng của bạn ở mức 50 thì nói chung sẽ không ngon bằng kháng chí mạng của bạn ở mức 70-80% nha. Các bạn nên tập trung úp cho mình kháng chí mạng và đỡ đòn luôn. Đỡ đòn nó rất là quan trọng, nó sẽ kết hợp chung với kháng chí mạng, có nghĩa là các bạn đỡ được sát thương kháng chí mạng mà các bạn lại chống được kháng chí mạng nữa. Nói chung bạn kích hợp phải đó thì sẽ ok hơn nha. Các bạn nên suy nghĩ chọn lựa kỹ, thì này tùy mỗi người có một cái búp đồ riêng thôi nha. Thì nói chung mỗi người sẽ có một cái tư duy búp đồ riêng, thì tùy mỗi người. Đây thì không có kháng chí mạng rồi anh em ơi. Thôi nói chung thì mình cứ đẩy đẩy vô đại cho anh này cái kia này mọi người nha. Mình cứ đẩy vô cho anh cái tuyệt học một dòng trước đã, thì đợi ảnh mua bạc hoặc là ảnh làm thêm thì mình sẽ làm cho ảnh nha. Mình phải gỡ cú này ra chứ anh em nha. Đây nha, cú này mình làm cho ảnh. Bây giờ thiếu cái dòng kháng chí mạng, mà thiếu cái dòng kháng chí mạng đẩy cái tuyệt học vào thì nó cũng hơi thiếu nha. Thì lát nữa mình chắc cũng phải nói ảnh đi, đừng có ảnh đừng có đẩy dòng vào. Thì bây giờ mình sẽ phức cái dòng kia vào chảnh cái đã nè. Này, phức cái dòng mình phải chọn lấy này nha anh em. Này, chúng ta phức qua. Thì được mỗi tuyệt kỹ rồi anh em nha. Thì nói chung đợt sau thì ảnh có thêm kim bảo hoặc là có thêm bạc thì mình sẽ kiếm cái dòng kháng chi mạng lắp vào đây, xong mình sẽ lấy cái cuốn này làm chính cho ảnh nha. Thì cái cuốn này sẽ nó sẽ ngon hơn là cái cuốn này nha. Alo, alo, xong rồi xong. Thì tùy tùy mọi người nha. Thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Thì nếu các bạn thấy video mình hay quýt, đừng quên like và đăng ký kênh và nhớ ủng hộ để riêng mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.